Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả em ơi. Diệt Khả xin chúc đem CBD vui vẻ nha. Bây giờ thì hôm qua Khả anh hai vần hai ạc xe rồi. Thì tiếp tục Khả sẽ anh tiếp tục ạc Thi Yên để kiếm phổ đai đình khái cũng như là tìm cái thị tinh cho nè. Thì nút hết mấy cái này thừa đi nên được ít kinh nghiệm. Còn đợi đúng lại mọi thứ 1000 là ok nha nè. Đúng nhìn ok. Xong gì ép. Hiện tại Khả đang chuẩn bị đủ 7000 xu rồi. Đây. Tiếp tục. Một cái đang dư 500 mấy cái dành hết đây. Khó chặt rương. Ăn xong mấy cái này được vài trăm triệu nữa. Mỗi loại 1000 cái thì mỗi loại được 200 triệu. 3 loại thì cũng được 600 triệu. Đó. Full một ạc thì tốn hết khoảng chất tu cho tôi ơi, một cái kia là full một ạc thì hết khoảng 7 kim thì dao động khoảng tầm 600.000, 550 600.000 nữa. 550 600.000 một ạc. Anh chủ yếu up cấp cho xe cũng như là lấy thị tinh đập đồ nè. Chứ thì dưới lại phố đồ này nọ. Đấy bù lại mấy cái kia thiếu vài cái. Thiếu vài cái hộp bột gạo rồi. Mấy cái 13 cái, 23 cái. Rồi, ok. 23 là được. Rồi, thì ép nha nè. Rồi để ép trong phập thôi. Mua thịt heo 1000 cái này, 7000 xu này. Rồi ép. Ghép bánh trung thu con heo. Đại đa để vinh trung thu nha nè. Gần hết hạn rồi. Còn khoảng 6-7 ngày nữa hết hạn rồi. Rồi về thôn quốc thôi. Thôn trang Vĩnh Lạc. Rồi cánh nha nè. Để xem thử ạc này thử được bao nhiêu thì tinh nha nè. Hôm qua kia mỗi cái ạc 20 viên thì tinh. Này cố gắng 20 viên thì tinh này. Cố gắng 20 viên thì tinh này. Rồi mở 1 viên thì tinh. Đó 1 viên tinh này. Ngon lành cành đào. Tinh hồng. Bỏ cái này đây. Rồi 1 viên tinh đi thành thôn khác. Đầu tiên tất cả auto 1.9 cái. Rồi. Một viên thì tên rồi nha. Trời, hộp này làm gì. Với lại mình kiếm cái rương phổ không kiếm phái để mở tìm ra lưng định khái nè. Bót. Kiếm một viên nó đi thông khác vậy. Trời, gần cái trăm cái à, mới có một cái à. Rồi xong đứng hình luôn. Thông khác. Đứng hình này. Trung tâm. Chưa là thị tinh đâu. Tính tinh phục nhân đại. Như này hiện tinh ba ánh trăng nơi thanh thần sơn ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lòng xưa thời gian trôi thoáng qua như một giấc mộng rồi mình đem được cái chưa có những thứ tinh nào nữa ta nó bánh vào ok mơ một nước mà rồi. Đang bánh được. Cái gì nữa đâu. Cái quá thử chưa có. Có luôn. Đâu. Nhưng thiếu. Trời ơi. Còn 200 cái mới một thì tên rồi em ơi. Toàn rồi. Đi thành đi.
này thôi đẹp thế. 200 cái với một thủy tinh rồi em ơi, còn 800 cái này. Cố gắng kiếm khoảng 15 thủy tinh rồi. Đường phố ông kim. Nè, bằng nhược. Trời ơi, chưa ra cho nó thủy tinh. Đột dòng dòng xuống này cho nó dỡ ra thủy tinh đẹp. Đột trong đấy không ra thủy tinh ta. 250 cái rồi. Trời ơi, một vài boss này vút sốt. Thủy tinh. Trời bị nhòi, hơi hơn bên đây hơi bị nhòi nha. Hôm nay hơi bị nhòi nha, cũng 14. Đây hơi bị nhòi nha. Một này có rồi. Để nút cho xe. Trời ơi, không có luôn. Thôi. Ai cha, 300 cái rồi. Mới một thủy tinh rồi, lần này đen dữ ta. Đen dữ ta. 300 cái rồi nè. Tên đâu? Trời đất. Má sao đen vậy? 300 cái gần 400 rồi, mới có một thủy tinh trời. Tinh trốn rồi. Ui, hai viên. Má ra nhìn tinh mừng gơ luôn. Ra viên tinh mừng gơ luôn. Đen vãi nồi. Không có rương đồ phố nữa chứ. Còn 400 cái rồi. Bù đi người tin ngay. Trời ơi. Đen quá, đen quá, đen quá, đen quá. Người đen rồi. Không có gì không ta. 15 tiền á, uống sao đen dữ trời. Rương đồ phố không kịp một phát cũng không ra luôn nè. Thủy tinh hai cái quan trọng nhất mình tìm trong ngày hôm nay cũng không ra luôn. What the hell. Hôn bên chi. Thôi to lên, to lên. Trời ơi, ba dừng thủy tinh. Cái gì ba lên. Rồi, ba dừng thủy tinh này. Rương đồ phố không có luôn nè, gần 500 cái rồi. Cố lên. Nói con kim làm gì đây. Nhìn tầng 2. Tầng 1, tầng 3. Tầng đâu, tầng đâu, tầng đâu. Ui. Trời, gần 500 cái này em ơi. Rồi, xong, không có luôn. 500 cái mà gì có. Như là Yoda giờ trời. Đen dữ. Kiểu này cũng to rồi. 600 cái rồi anh em, 600 cái rồi anh em. Thằng khác rồi. Nhỏ nha, hôm nay nhỏ nha. Chợ cái lệnh bài boss đi đây. Thì tính đâu. Thì tính đâu. Rồi, được một rương hồng kim. Đồ hôm trước mở gần mười mấy rương. Như này toàn gì đâu không phải chờ. Chứng cổ toàn vật đồ bot không. Hai rương. Thế nào. Trời ơi, làm bài bot nữa. Lại lấy luôn này mà không có rồi nè. Trời. Đi hơi xa, đi ra đảo này. Cái gì mà bốn viên thủy tinh, trời ơi. Bốn viên thủy tinh rồi. Đi hơi xa, đi hơi xa rồi. Có khi một cho hai mảnh không? Trời ơi, cái gì mà anh lấy được? Thủy tinh đâu? Trời ơi. Thôi xong. Đấy, đen dữ trời. Đen cực hình luôn nè. Vô thông kim à? Đồ, đen vái cánh nôi. Xa bờ rồi, gì vậy anh em? Trời ơi.
không thấy một viên thủy tinh toàn máu đồ tổng kim không. Ui xưa, nhân viên thủy tinh còn 200 mấy nữa thôi. Thấy nhỏ quá, nhỏ quá. À, thầy nào phải chứ. Vứt luôn. Nhân viên thủy tinh rồi nè. Rồi, hôm nay khá là đen. Hôm qua đỏ bao nhiêu, hôm nay quá đen luôn nè. Anh mà gần 1.000 cái, 800 cái là một cái năm của viên thủy tinh này trời. Hôm nay nhỏ vậy. Đó, 6 viên, cố gắng thêm 2 viên nữa, bù. Cố gắng thêm 4 viên nữa, bù nào. 4 viên lên 10 viên rồi. Đấy, nãy anh Vân rửa tay kìa. Ôi, trời, sắt 19. Ok. Trời, đừng có bận, ghẹ. Vụt lô. Trời ơi, còn trong này mấy cá rồi. Trời ơi. Cái vãi sợ. Đẹp vãi lòng. Đèn vải đại. Đấu xanh. Chờ anh quên gì tổng gì đâu không. Má mong mê tên lê. Nhìn cái đá lông kim. Thôi nhìn cái đá lông kim. Nói gì đó. Kim cố rồi. Kim thọc rồi. Rồi. Anh hết của server là còn đâu rồi. Đồ không phải anh hay mấy viên gì mà đây mới cái số viên chết rồi. Anh béo donate cho cái phố đi. Đó. Má đèn vai chứ. Không, anh Đâu. Lô, gì vậy anh béo ơi, gì vậy anh đàn ơi. Mày mua phổ ấy chưa, thả em, mua phổ đi thả chưa. Đang cần 2 cái nữa. Đây, em mua giùm anh cái rồi đó, 2 kim kìa. Ok, gì em dập. Rồi. Rồi, đen dữ người ta. Donate cho Khải luôn, tư dương bắt ngựa. À, ok. Qua phần thường đây lành ơi. Ok, tư dương bắt ngựa hả anh béo. À. Ok anh. À anh béo donate cho một đai rồi, thiếu một mảnh nữa nha anh em. À, anh đang nhảy tùm lum thành mà có 7 viên vậy. Ừ, đen quá. Hôm qua anh nhảy tùm lum thành. Anh đang 2 mấy viên lận. À. Kiếm phổ mà đen quá. Kiếm phổ mà gì mà nó cho cái 4 cái rương phổ à, hôm qua 10 mấy rương lận, một ạc 10 mấy rương lận. Đây gì 4 cái nha. Xác nhận. Ok anh béo, cảm ơn anh béo nha. Trời ngon, thiếu một phổ nữa nè. Anh ơi, một phổ nữa, thiếu một phổ nữa. Đây. Anh béo mới đồ nét ở đa lưng rồi nè. Đây. Đó. Dạ, thiếu một đài nè đủ nha. Ok, cảm ơn béo. Thì tin ít anh ơi, mấy lần này anh biết đen quá, không có gì luôn. 7 kim mà cảm giác như chả chưa có gì luôn, đỡ thu hồi vốn luôn. Ôi mà anh ăn 7 kim. Ây dạ. Anh được 7 viên thì tin rồi. Đó, đen dưới ta, này đen dưới ta, không có gì luôn nè. Rồi. Ăn 7 kim không một cái gì thu hồi vốn luôn. Không được cái mà... phổ. Rồi cố gắng mở thêm phổ này mà. Cái bánh trung thu, cái bánh ăn bằng tiền giả nhá. Là cái bánh nó có được đồ gì không? Mà nó được kinh nghiệm rồi anh ơi. Anh chính anh rồi, anh chính anh mát rồi nha. Không cần ăn nha. À. Ừ, anh phụ không cần, anh phụ không cần ăn đó đâu, phí tiền anh. Anh tốn 400.000, 300.000 phí. Hạt sang với đậu xanh trên béo, cháu cũng cắn được tiếp rồi. Chưa. Mua điện tống kim đi rồi cắn. Đây, hu gần đợi tống kim. Mua cánh sơ test thử thôi, hình như là chính là mắt rồi. Em
em mua, anh mua thử một mỗi loại một cái anh cắn thử thử mát chưa, chứ em nhớ là cắn mát anh chấn em mát hết đó. Cái đó là bỏ thêm khoảng 300-400 xu nữa là mát đó. Cái đó là dễ mát mà. Cái gì túi hạt sen hả? Ừ, túi hạt sen. Không túc ấu luôn. Anh em hay còn không? Anh em hay còn túi hạt sen cho mượn cái cắn thử rồi được. Anh vô Tống Kim mua đi, chỉ cho nè. Vô Tống Kim phe Tống rồi đó. Rồi anh kích vào cái dòng mua điểm Evan 50 điểm rồi đó. Anh mua mỗi loại một cái thôi. Rồi anh cắn thử thì nó cắn nó mát chưa? Nó sẽ báo cái bên phần khác á. Anh cắn bao nhiêu cái nó báo một phần khác á. Em không nhớ, tại vì chính em nhớ là cái mắt từ đầu rồi. Hàng đâu? Có 300 xu mà. Tự nhiên lành ơi. Rồi, được 7 thì tin rồi, mở đường cuối được gì nữa đây. Quất ra, quất ra, quất ra. Đèn quá anh béo đồ nét à, anh béo đang xem live à. Ai có quá, chọc rừng, bước vào con này thì tính sau. À, mấy cái này là tính tiền này, được giá này, đó. Hỏi gì? Rồi, ok hết rồi. Cái này ra. Ồ, chưa có cắn cái gì? Đậu xanh mà chưa cắn nè. Chuột phải. Bên khác còn bao nhiêu? Còn bao nhiêu? Nó ghi thông báo bên khác á. 1 trên 1000 là còn thiếu 999. Đúng rồi, giờ nó chưa cắn. Anh cắn mỗi lần một cái luôn, mua lần 2 cái kia mỗi lần một cái luôn. Cái hạt sen mới được có 163. À, giờ mua thêm. Nói chung là mua thứ 1k đây còn dư cho còn lo cũng được, vài trăm xu. Rồi cái thịt gà cắn là... được nhá. 50 ngàn là 250 xu đúng không? 150 ngàn là 750 xu. Không có đại thành luôn. Ôi không... cái thịt gà sao cắn không được vậy? Không có đại thành 120 luôn, đen dữ ta, đen thế. Biết tích quyền chiến nhiều ghê. Ôi cái thịt gà để làm gì vậy? Alo. Thịt gà chịu anh. Thì cái này bên cũ mất là đầu không có đại thành 120. Dạ, ở trong 500 triệu. Đen thế. Toàn rồi. Má bảy kim. Rồi tiếp tục này. Giờ bắt đầu khui thì tin từ cái này. Đầu cái bảy thì tin là ít quá. Anh em ai bán điểm cho Tâm Phong nè, Trương Tâm Phong. Bán ảnh vài dòng số bán đi em. Bán giá thị trường thôi. Cứ giá thị trường bán. Từ để anh lọc lại cho. Cứ mua mỗi lần 1000 đi. Mỗi lần 1000 giờ tính tiền anh ơi, nó rẻ ổn mà. Mỗi lần 1000 đi. Mỗi lần 1000 giờ tính tiền. Rồi kiếm nhiều tin này. 1000 cái đầu xanh nè. 1000 cái đầu xanh là 50k điểm là 250 xu, còn cái kia là cái kia là nhiều. Là tất cả một kim. Dạ. Ở 40k không đủ. Để đưa trời bạn nhiều thông tin chết rồi, đợt này chết rồi. Thiếu ngoài mua. Ừ đáng lành mua. Ôi cái này ban rồi em ơi. ban rồi lỗ. Tiếp tục. Thì tin đâu. Trời đang có sáng 50 vạn thôi em ơi, bèo quá. Trời phi phong cắn cả 10. Thì tin. Đẹp quá. Đẹp này đẹp quá. Hay là bằng đại có tiền nè. Mấy cái này thì thùng rác thôi. Tiếp tục nè, vui nè. Thí tinh. Đâu dân. Thí tinh, chọn thằng hình phụ. Thí tinh. Ôi, mới có 7 thí tinh rồi nè mày. Không ra dân nào luôn. Đó, 8 viên. 8 viên thí tinh, 8 viên thí tinh. 8 viên thí tinh. Trời ơi 9 viên. Trời ơi, cố đánh đánh lên 15 viên rồi. Trời ơi, 14 số. Tinh hồng. Trời ơi, mấy cái này chọc lùa quá. Ừ. 1, 2, 3, 4, 5 đồng thế 6 7 chín viên thì tâm đòi này mấy quá cố lên như đây điểm 3 chọn điểm 3 thấp quá thế nào lớn chọn cái gì à khiến thế mà bao
nhận ngừng kiếm. Trời ôi, 10 viên. Cái này toàn rồi, toàn rồi. 10 viên thì tính toàn rồi. Bàn nhựa. Tiếp là hãng lượng bao. Đem thế, đem thế. Tiếp tục 10 viên thì tính rồi mọi người. Ít quá. Rồi, đem quá. Nay được nửa rồi nè, nửa thì tính rồi. À, tính tiền nữa em lời lỗ nè. Rồi, từ từ được Khải giao dịch rồi, từ từ bán mấy cái shop này nghe. Xong rồi tính tiền cho em xem nhà đâu giờ mở 4 cái đai nữa, với lại lái của bang thêm 3 cái nữa tính tiền luôn. 1, 2 shop nè, thật rương nè. Rồi, ok. Qua giao dịch tính tiền xem nữa lời lỗ nè. Thông trang, em tăng lỗ sắp bạn rồi, được kinh nghiệm là lên được một cấp nè mày. Một cấp. Hết 7 kim, thu lại được nhiêu đây, giao dịch. Hết 7 kim, đầu tiên 10 viên thiệt tinh. Viên tinh thì 1 kim 5. Được 10 viên thiệt tinh nha nè. Một bánh nó luôn, nếu mở ra một bánh nó luôn ép cái đa luôn nha nè. Đang thiếu một bánh nữa nè mày. Rồi, 10 viên tinh là 1 kim 5. Đó. Thu được 1 kim 5 nè. Cộng nè, 2 lên bài boss đại 1 kim 5 nữa nè. Là 1 kim 5 là 3 kim. Cộng với 4 cái rương này là 400 xu. 4 rương này, hôm nay ít vãi. Hôm qua một mười mấy rương lận. 4 rương 100 xu, cái này không có nè. Không có nè. Viễn 3 này 50 xu. Rồi, viễn 19 này thì được 300 xu. Cộng cho quyển 14 này khoảng 250 xu. Cộng cho nhất kỷ 500 xu. Cộng cho cái này. Cái này nó bán có 10 dạng nên cho không. Rồi cuốn 9. Cuốn 9 thì khoảng 100 xu. Rồi phi phong này khoảng 100 xu. Nói chung là tính 100 xu thôi. Mà đa số cả cho xe cắn hết thôi nè. Chứ đâu có bán được tầm này. Cái này 150 xu. Vẫn cho xe thôi. Rồi rương này, rương này 200 xu. Rồi, rương này thì không tính. Đá bắt sáng 50 vạn. Cục này 100 xu. Rồi, lên 5.001 rồi. Người này bỏ lại. Này cho xe. Thân hình phù cho xe. Này cho xe. Rồi, chung là lỗ nè em ơi. Tụi này lỗ sắp mạch. 7 kim thu là được có 5 kim mốt mà. Trời ơi. Lỗ. Rồi lỗ này mà. Nhiều đồ và nhiều đóng đồ này được 5 kim mốt rồi. Lỗ nha. Cái nhâm cho bàn này. Tụi này cũng thật rồi đó. Rồi ok. Như tiếp tục sẽ mở thêm mấy cái rừng phố để kiếm lỗ kiếm lời này mà. Lỗ quá. Lỗ sắp mặt lại. Lỗ sắp mặt lại. Rồi ok. Giờ chuyển mặt chính cho nè. Chuyển mặt chính mở nè. Đó 4 rương đúng không. Mua của bạn 3 rương nữa. 7 rương. Kiếm phổ định. Một kiếm phổ đa định khá nữa. Ép luôn. Ok chưa. Việt Nam nói là làm. Mà không biết đúng thì tin hay không thì chưa biết được. Thì tên này là mức canh nên em thiếu thì tên. Thì tên tầm này mở được có 10 viên thôi, ít vãi. Tính ra Khải mới có 50 viên, hơn 50 viên, còn 60 viên. Vẫn thiếu 20 viên nè. Vẫn thiếu 20 viên thì tên. Vẫn thiếu 20 viên. Bọn này bỏ qua xe này, bỏ xe này. Bỏ xe này. Bỏ xe này. Bỏ xe này. Bỏ xe luôn. Thứ ba đó là này. Bỏ bót. Rồi thân hình phù này có một cái này bước cho xe luôn. Bước cho xe luôn. Cái này mới 21-28. Bước cho xe luôn. Chuyên lên chuyên lên. Rồi ok. Khui hàng. Khui hàng này. Kiếm một phù đa này coi. Một. Ôi nhờ tách. Hai 3, 4, 5, 6, bói 7 phổ nha nè.
Đại lân định khái nào. Cặp phong thân phù. Địa vách tâm trạng. Chịu rồi. Đồng cừu yếu đái. Trời ơi. Cái quỷ đồng cừu này nó ra nhiều dữ ta. Qua mở ra quá trời đồng cừu luôn nè. Đồng cừu cái y. Trời. Xâm hồn yêu thúc. Đồ toàn đại lưng không này nè. Toàn đại lưng không mà toàn dưới được không. Xâm hồn lý. Bích hải hồng ly tái. Rồi. Bay bảy dâm sâu rồi. Nổ sắp mạnh. Nổ sắp mạnh. Không có cái đai đỉnh khái nè mày. Trời ơi trời ơi. Bích hải đái nè. Dày nè. Yêu thúc xâm hồn. Đai xâm hồn. Rồi bao tay điểm phát. Đồng cừu yêu đái. Trời ơi, thiếu rồi đây mà thiếu một mảnh nè. À ok, mình chuyển qua mấy cái rác nha. Được rồi, 9 cánh bị gì nè. 3 cánh rồi, 9 cánh rồi. 14, 19, ok. Nhỏ quá. Sắp mạnh. Chứ hôm nào cũng lại anh đúng rồi, anh cả ngày luôn nè. Ok. Này lỗ. À, chuyển qua cho nó này. Này lỗ quá. Giao dịch dọn rương cái thì đi ép phố thôi. Đi ép này. Ép mạnh đai luôn em ơi. Hôm nay đi ép đai luôn nha. Được bao nhiêu ép tới bao nhiêu thôi. À, anh em xem video này đừng quên cho Khả một like chia sẻ cho em ơi. Hôm nay lỗ sắp mạnh em ơi. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. À, sau video này thì Khả sẽ lên tiếp tục vào cái video lên đai đỉnh khái như nào. Đai đỉnh khái. Cái ba.